Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn vẽ cái con chuột máy tính này. Thì có rất là nhiều video ở trên mạng chỉ về cách này, mà những video đó thì dài khoảng 1 tiếng các bạn, rất là dài, thì người ta làm rất là chi tiết. Còn mình thì mình vẽ con chuột máy tính ở nhà mình cơ, chứ mà mình vẽ con chuột máy tính này cũng gọi là cũng đơn giản đó các bạn. Chuột này không có gì khó cả, là những video khác trên mạng mình thấy nó rất là dài. Hôm ra mình muốn làm cái video này thì hy vọng các bạn có thể có được cái cơ bản để mà tạo cái hình dáng của con chuột thôi. Còn muốn vẽ thêm râu ria gì đó hay các bộ phận khác phụ trợ thêm thì các bạn tham khảo những video khác nhé. Cái này mình chỉ các bạn những con chuột, tạo con chuột cơ bản thôi. Chuột ở nhà của mình á thì hình dáng của nó thì đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Thì hy vọng video này được sự ủng hộ của các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào vẽ 2D nhé các bạn. Hy vọng những video của mình sẽ mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé các bạn. Để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, sau khi mình vẽ xong 2D bạn thoát ra, đây là cái hình dáng của cái chân con chuột thôi. Mình thì chỉ vẽ tương đối thôi, ra các con số trong này có thể nó không chính xác, các bạn có thể đo đạc lại các bạn vẽ lại cũng được, nhưng vẽ tương đối nha các bạn nhé. Đó, được cái phần mặt đế của con chuột rồi đó, mình sẽ vẽ cái phần mặt trên này, vì cái con chuột nó có trên chuột cái hai mặt của nó không có giống nhau và nó sẽ có sự thay đổi một tí nha các bạn. Mình offset nó ra này, chỉnh sửa vài nét nha bạn nhé. Rồi đó đó, tạo hai mặt phẳng là mình vẽ mỗi diện một cái mặt phẳng khác nhau, luôn xoay quanh những cái lệnh cắt cắt và chặt cho các bạn nhé. Rồi ok, đó các bạn bo bo tròn nó lại rồi xong bạn tiếp cho đó cho bạn tạo cho nó cơ bản thôi. Cái diện hai 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 bên nó hai mặt nó không có bằng bằng nhau đâu. Đó ok, rồi bạn ảnh bớt mặt phẳng cho nó dễ dễ nhìn nhé. Đó được chưa, rồi bắt đầu mình sẽ vào cái lệnh gọi là lệnh boundary này, dạng khối nha các bạn. Đó là dạng khối, mình cứ tưởng dạng mặt chứ, dạng khối. Đó.
Rồi bạn sao thấy không? Đó, hai cái dĩa sẽ không bằng nhau. Cái phần thân con chuột bạn thấy phần giữa không? Nó sẽ có cái vết, cái vệt nó không có bằng nhau đâu, nó sẽ hơi hơi xiên xiên lên đó các bạn. Nó không phải nó hình thẳng chút thẳng lên đâu các bạn ơi. Rồi mình tạo một cái mặt mặt phẳng khác này. Rồi. Này cũng không có gì khó cả. Mà chỉ khó bằng quan sát nhé. Các bạn tạo ra những mặt phẳng song song với nhau này để mình vẽ cái phần cái dĩa thứ hai cho nó thôi. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ từng mặt phẳng mà một cái 2D này, cái hình 2D. Sau đó mình sẽ chùm nó lại, cắt cắt bỏ vật liệu đi là xong. Đó là cái cách mình vẽ này, mình dùng cái lệnh SPLINE nhé. Mình vẽ 2D. Kích chọn đi rồi. Rồi quan sát cho coi phần nào phần đầu, phần nào phần đuôi nhé. Rồi ok enter. Rồi bạn bắt đầu bạn kéo kéo rê cái điểm vô. Rồi nhập số này. Đó. Tạo đường ngẫu nhiên nha các bạn. Rồi. Rồi bạn đặt một thông số vào cho nó này. Rồi mình chỉ vẽ cho các bạn biết cái hướng để mà các bạn làm thôi. Còn con số thể là nó sẽ không không chính xác đâu các bạn nhé. Ra các bạn xem rồi bắt đầu mình đo đạc, mình vẽ lại cho nó chính xác hơn, chứ mình vẽ theo cặp mắt mình thôi chứ mình không không có ít đo đạc lắm. Rồi mà bớt đi đó, mình vẽ tiếp tục hai đường tương tự như vậy, hai mặt phẳng bên nhé. Mình bật chế độ nhìn xuyên suốt cho nó dễ thấy nè. Đó, các bạn vẽ tự như vậy luôn. Ok, enter. Nói chung là những cái clip này cũng khá là vất vả nha các bạn. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhé. Vì vẽ cái này lâu lâu lắm. Cái video này rất là cực. Thôi chúng ta làm tương tự với hai hàng mặt phẳng bên kia thôi, lấy cái đường đó thôi. Rồi, ok, ta ảnh ảnh bớt hai mặt phẳng đi, nhìn nó đỡ đỡ rối mắt, nhiều hình quá nhìn rối mắt lắm. Đó, ta dùng lệnh surface nhé. Đâu rồi, surface này, boundary nhé, để chùm lên ba cái đường 2D nhé các bạn. Rồi ok, đó bật chế độ dạng nhập khối lên nhìn cho nó dễ dễ nhìn nè, thấy chưa. Và tiến hành là dùng cái lệnh gọi là cắt, đúng rồi, clip chứ clip, cắt bỏ cái phần thừa thải đi, cái mặt phẳng này cắt rồi chia làm hai phần đó các bạn bỏ phần phần trên đi nhé. Tôi chọn một lúc còn còn sum nha các bạn, thông là sẽ bỏ bỏ phần tròn đấy. Rồi, ok click rồi các bạn tắt cái ảnh mà thẳng ra đi, đó ra được hình nhân con chuột chưa. Đó cái cơ bản là đó, các bạn bo tròn rồi thêm thắt một số cái chi tiết cho thôi, đó đã ra rồi. Đây là hình dáng cơ bản của con chuột chuột máy tính nhà mình nha các bạn. Những con chuột mà màu màu mè chơi game hay là trên mạng á, thì cái đó khó lắm, cái nó vẽ lâu lắm, mình đang nghiên cứu mà thấy nó vẽ lâu lâu quá, không thời gian mình cũng không có nhiều lắm, ra không dành nhiều thời gian cho nó được. Đó giờ các bạn tiến hành bo tròn cho nó này. Đó, các bạn chọn chế độ là bo theo nhiều cái bán kính khác nhau các bạn.
Các bạn cứ add thêm thêm cái đường đường các bạn thêm số cho nó thôi. Đó. Nói chung cái phần này thì nói chung là cũng khá là khó. Đó, phải khó, nói chung là nhìn nó hơi rối mắt thôi. Đó các bạn thêm mắc cái cho nó. Để thấy là cái R của nó sẽ thay đổi, thì mình thấy con chuột nhà mình nó R nó thay đổi. Cái phần đầu sẽ nhỏ hơn cái phần đuôi, đó bạn thấy chưa? Rồi, ok nhé. Đó, mình quan sát. Rồi, sau đó sẽ tiến hành lệnh shell này, tạo cái vỏ này. Mình chỉ vẽ cái phần bên ngoài của con chuột thôi nhé. Mình không có vẽ cái phần thiết bị bên trong đâu. Cái đó mình chưa có cơ hội tháo tháo chuột của mình ra nữa. Mình vẽ phải mất công mình thiết kế cái mẫu mã mà thôi. Còn cái phần bên trong đó là cho bộ phận khác nó làm nha các bạn. Rồi mình tiến hành một vài cái chi tiết nho nho nhỏ thôi, như là cái con lăn con chuột nha các bạn, lăn với lại hai cái phần mà kích trái kích kích phải của con chuột á. Rồi các bạn vẽ vẽ nó ra thôi, cái 2D ra chung phần này thì không không khó đâu đó. Các bạn sử dụng lên trích kết nhé, cách để tạo cái rãnh nên mình bỏ cái con lăn con chuột vô vô này. Mình chỉ vẽ cái phần mẫu mã bên ngoài nha các bạn, phần bên trong mình không có vẽ đâu. Nên ra các bạn đừng có thắc mắc là sao vẽ sơ sơ sài như thế. Mình chỉ vẽ cái phần vỏ bên ngoài của nó thôi. Mong các bạn hiểu cho mình nhé, chứ bạn không hiểu các bạn cứ nghĩ là mình vẽ cẩu thả, nhưng mà mình vẽ cho các bạn biết cái hướng để mà các bạn thiết kế cái vỏ cái hình con chuột thôi, chứ vẽ chi tiết quá mình phải tháo chuột mình ra mình coi nữa. Rồi, bạn vẽ cái chỗ lắp 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 cái con lăn như này. Rồi, ok mà chút kích thôi, ràng buộc thông số vào cho nó này. Đó bạn tiến hành trước cho nó thôi. Chút thôi. Rồi ok nhé. Rồi còn sao thấy không, cái phần chỗ đấy mà lắp cái con lăn con chuột vô, mình sẽ vẽ cái phần lăn của con chuột này. Mình chỉ vẽ cơ bản nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ vẽ cái hình tròn ở đây nhé, thành cái độ nhìn xuyên xuyên suốt nhé các bạn. Đó, hai thấy cái chỗ cái rãnh của mình chưa, mình vẽ một cái này. Rồi ok, các bạn nhập thông thông số cho nó nhé. Ok. Rồi đó, các bạn nhập thông số vô ok nhé. Rồi xong rồi đó, nó chạy vô trong rồi, nó xin lỗi các bạn nhé, nên mình sửa 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 lại như vẽ tương đối mà thôi. Ok đó, bạn tiến hành chút nó ra nhé. Các bạn chỉ thấy chế độ nhìn nhận khối này, chút nó ra. Đó, chúng ta ra chọn phần mid mid plane nhé, rồi nhập thông số vô cho nó nha các bạn ơi. Đó mình đã được cái hình dáng cơ bản đó, rồi mình sẽ bôi tròn nó với cái phần mà tạo khía cho cái con lăn của nó, thì các bạn có thể tự vẽ nhé. Mình thì vẽ cái cơ bản thôi,
Thì dạo này mình bây giờ thì công ty cũng team mình về cũng hơi ít việc, thành ra mình có thời gian mà làm cho các bạn cái video này nhé. Đó, thôi các bạn chuốt đừng bỏ tròn cách vắt mép nó đi thôi. Không có gì là khó khó cả. Rồi chăm trong trong phơi nhập vô. Rồi, ok. Rồi xong. Đó, mình dán con chuột cho các bạn. Cảm ơn những video của mình, thứ hai ủng hộ cho mình nhé. Một ngày tốt lành, tạm biệt các bạn.